Hai mọi người, một con máy Makita đẹp mọi người, chút như chưa đổ xăng luôn. Con này là 202S nha mọi người, Makita của Nhật. Chút cái bình xăng nó chưa đổ xăng mọi người. Con này là cái chế tự động, e tự động, lên ga này nha, lên ga nó bật này, đó, lên ga tự bật. Con này xài phê. Con này cái cỏ xứ, con này 32 ly này. Ui, cái dây giật tuyệt vời ông mặt trời nha. Makita, người ta gọi đây là Makita cốc đâu gì đó. Con này lợi xanh, cái cần zin à, cần đắt đẹp. Ôi nó có cái bát cước luôn nè mọi người, đang đánh cước luôn nè, đang đánh cước luôn nè. Ok, con này đẹp lắm, đẹp. Mới tinh. Con này nồng ok nha. Này xả cho mọi người 750 nha mọi người ha, xả 750 nha, ai mua thì chốt liền nha. Nhưng mà này xả tại vì em xả cho nó nhanh thôi, 750 nha mọi người, chắc bao xước ha, 750.000 không có bao ship nha. Máy thì về xa bán vậy, đủ đồ chính. Này cần gì lưỡi nữa. Đánh cước luôn cũng được, khỏi cần lưỡi. Rồi ai mua thì chốt nha mọi người, chuyển khoản số tài khoản phần mô tả giúp em nha. Bên kênh em thì không có ship code nha mọi người, đọc cách giao dịch ở phần mô tả giúp em. Này giật khá là nhẹ luôn nha, mà hơi nó ok, cái tại vì này mọi người phát vườn ngon lắm, nó nhẹ. Ủa giật nó giống như trợ lực, nó nhẹ lắm. Hơi con này là ok rồi đó. Mấy dòng này thì lửa nó khó chết lắm. 750 nha, không có bao ship.